Chào bạn con. Thầy lại tiếp tục cùng chúng ta làm một cái bài tập về phần hàm mũ và hàm loga liên quan tới việc xét tính đồng biến nghịch biến của các hàm số mà người ta cho trước. Nói về hàm mũ và hàm loga. Thế thì chúng ta cũng phải nhớ lại lý thuyết là gì? Khi mà chúng ta đi xét sự đồng biến nghịch biến của hàm mũ và hàm loga thì chúng ta không phải làm cái gì cao siêu đâu. Chúng ta chỉ cần xem xét cái gì thôi? Xem xét cái cơ số của nó. Cái hàm y bằng a mũ x và hàm y bằng loga cơ số a của x thì đều chung cái kết luận sau đây. Đó là nếu a lớn hơn 1 thì suy ra hàm đồng biến ở trên tập xác định. Và nếu không nhỏ hơn a, nhỏ hơn 1 thì chúng ta suy ra là nó nghịch biến ở trên tập xác định. Chỉ có vậy thôi. Tức là chúng ta chỉ cần đi xem xét cơ số a so với 1. Cứ lớn hơn 1 là ta kết luận đồng biến, nhỏ hơn 1, lớn hơn 0 là ta kết luận nghịch biến. Đấy, nó dễ như vậy thôi. Thế bây giờ vào bài, câu 1. Người ta cho hàm y bằng căn 3 phần 2 mũ x. Đấy, đây là hàm tiêu chuẩn rồi. Hàm này là hàm a mũ x. Thế a mũ x thì ta thấy a chính là bằng căn 3 phần 2. Căn 3 phần 2 thì sao? Căn 3 phần 2 thì nó nhỏ hơn căn 4 phần 2, tức là nó nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1 thì suy ra nghịch biến. Thế thôi. Hàm này ta ghi là nghịch biến trên tập xác định là R. Vì cơ số A bằng căn 3 phần 2 mà không nhỏ hơn căn 3 phần 2, nhỏ hơn 1. Đấy, xong. Tiếp tục câu số 2. Hàm y bằng căn bậc 3 của 28 phần 3 tất cả mũ x. Thì chúng ta thấy cái cơ số như thế nào? Ta lập luận thế này. Vì căn bậc 3 của 28 phần 3 thì lớn hơn căn bậc 3 của 27 phần 3, mà cái này chính là bằng 1. Căn bậc 3 của 27 là 3 mà, 3 phần 3 bằng 1. Thế có nghĩa là cơ số này nó lớn hơn 1, đúng không? Vậy suy ra cái hàm y bằng căn bậc 3 của 28 phần 3 tất cả mũ x là đồng biến trên R. Kết luận đấy. Tại vì cơ số nó lớn hơn 1 thì nó đồng biến trên R. Thế thôi. Câu số 3. Hàm y bằng loga cơ số pi của x. Đây là hàm tiêu chuẩn rồi. Loga cơ số a của x. A là bằng pi. Thế pi là 3,14. Xấp xỉ 3,14. Mà 3,14 thì lớn hơn 1. Vậy thì ta ghi luôn hàm này là gì? Đồng biến ở trên cái khoảng từ 0 cho tới cộng vô cùng, chính là tập xác định của x này này, tập xác định của hàm này này nhá. Vì pi thì lớn hơn 1, cơ số lớn hơn 1, thế là nó đồng biến. Câu số 4. Hàm y bằng loga cơ số căn 15/4 của x thì ta cũng kết luận thế nào? Cái này như thế nào ta? Căn 15 thì nó nhỏ hơn căn 16 đúng không? Căn 16 thì ra 4, vậy cái này nhỏ hơn 1. Kết luận nghịch biến ở trên cái khoảng từ 0 cho tới cộng vô cùng vì căn 15/4 nhỏ hơn 1 và lớn hơn 0. Cơ số lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 thì hàm nó nghịch biến nha. Rồi, câu số 5. Hàm y bằng 1/7 mũ trừ x. Câu này là câu dễ sai nhất đây này. Làm bài trắc nghiệm một số bạn không nghe giảng, không chú ý thầy chữa bài nên là đi thi bị sai câu này. Bởi vì sao? Ta cứ nhìn thấy 1/7 là ta tưởng là nó nhỏ hơn 1, ta kết luận nó nghịch biến. Sai bét. Ta chỉ được kết luận như thế này nếu như nó là hai cái hàm tiêu chuẩn như thế này. Tức là chỗ này nó phải là x, chỗ này phải là x. Hoặc là có đổi một tí đi thành x cộng 1 thì cũng được. Loga cơ số a của x. Chứ còn trừ x là không phải đâu. Trừ x là không phải đâu nhá. Chỗ này phải viết thế này này. Bằng 1/7 mũ trừ 1. Xong rồi mới mũ x ở ngoài. Tại vì lũy thừa của lũy thừa là tích của hai cái này mà. Thì trừ 1 nhân x là ra trừ x. Thế thì cái trong này này, 1/7 mũ trừ 1 thì nó lại ra cái gì? Nó lại ra 7 mũ x. Cái ngoặc vuông này này là nó ra 7. Thế 7 mũ x thì sao? 7 mũ x là hàm tiêu chuẩn rồi. Thì hàm này sẽ là đồng biến trên R.
Đấy, đồng biến trên R. Vì sao? Vì cơ số 7 thì lớn hơn 1. Nhá, cẩn thận cái câu này không là sai đấy. Câu số 6. Câu số 6. Hàm y bằng đâu rồi? 0,7 mũ trừ 3x. Đừng ai nghĩ rằng 0,7 là nhỏ hơn 1, lại sai. Y như câu kia, bởi vì nó là trừ 3x. Thì ta phải thành cái gì? Ta phải thành là 0,7 mũ trừ 3, xong rồi tất cả mũ x. Thế 0,7 là gì? Là 7 phần 10 mũ trừ 3, xong tất cả mũ x. Thế 7 phần 10 mà mũ trừ 3 thì đổi thành là 10 phần 7 mũ 3, xong tất cả mũ x. Thì cái này nó chính là 1000. 10 mũ 3 là 1000 mà. Chia cho 7 mũ 3 là 343. Tất cả mũ x. Thì đến đây ta phải kết luận là nó đồng biến. Đồng biến trên R. Vì sao? Vì cái cơ số là 1000 phần 343 lớn hơn 1. Đó, được chưa? Thế nếu mà câu số 7 thầy muốn có một cái câu như thế này, y bằng 8 mũ trừ x, thì ta đừng có kết luận nó đồng biến nhá, là bởi vì 8 lớn hơn 1 mà là suy ra đồng biến là sai. Cái này con phải viết thành 8 mũ trừ 1 tất cả mũ x. Trừ 1 nhân x thì ra trừ x. 8 mũ trừ 1 là ra cái gì? 8 mũ trừ 1 nó ra 1/8 tất cả mũ x. Đúng không? 1/8 mũ x thì kết luận ở đây sẽ là nghịch biến. Nghịch biến trên R. Vì 0 nhỏ hơn 1/8 nhỏ hơn 1. Đấy mới là kết luận đúng. Đúng chưa nào? Nhá. Bài tập mà xét đồng biến nghịch biến ấy là mình cứ xử lý cho thầy cái phần cơ số. Nhưng mà phải nhớ là đưa về dạng tiêu chuẩn, chứ không phải dạng tiêu chuẩn mà kết luận bừa là sẽ bị lừa đấy. Mất toi một câu trắc nghiệm.